Rồi, bây giờ là 12 giờ trưa. Nhóm Hội An di chuyển khỏi cái nhà cổ nhà cây này nha. Trả lại cái set rất là nguyên vẹn cho khu vực này rồi đó. Giờ đi ngang qua nghe nó có cánh đồng lúa ngoài rất đẹp. Đúng rồi, hôm qua tao vô hình như tao có quay rồi. Đây là nhà tắm nè mọi người. Đó, tắm thiên nhiên. Đây là toilet một bên, nhà tắm một bên. Đó, cổng ra vô. Nói chung tối ngủ chỉ có vậy thôi đó. Không có cửa nẻo gì nữa đâu. Vậy đó. Đây là cổng bảo vệ đó. Tiếp tân hả? Reception. Rồi, xe đậu. Wow. Cánh đồng lúa nè. Hôm qua mình vô chiều chiều mưa mưa á ha. Thành ra nó không có lên màu đẹp. Nguyên khu này nhìn như vậy thôi đó mọi người. Thành khu này cũng ở quê. Tự nhiên mặc bộ đồ xanh đi ra nguyên cánh đồng lúa xanh luôn đó. Xe đậu ngoài kia, giờ đi bộ ra ngoài đó. Ok, bây giờ là hành trình ngày thứ hai của nhóm Hoài An ở Bali nha mọi người nha. Đây có nhiều là mưa, đây là cái resort bạn mới vừa qua Ubud. Hai bên là cánh đồng lúa. Kìa bên kia có đồ kìa, thấy không? Mày nhìn bên trái kìa. Kia nguyên khu rộng luôn á. Giống khu chợ đêm nè. Vô đây trước hả? Giống lại mấy cái đường mình lùn lùn mình đi á. Đi vô đi sọt kia hả? Kìa quần áo kìa. Kiếm áo thun đi, ánh nhìn cái áo giống nãy không ánh? Ừ. Cái mặt cái mấy cái quần. Đúng rồi. Cái quần của mày đó. Mình xem có hợp hợp. Có móc khóa không? Cái áo màu màu. Ừ kìa nó cũng có giống kìa ha. Đẹp không? Mẹ tao nói cái quần của mày giống mấy quần này nè Nhi. Đó đúng rồi. Cái gì nè. Đây không có mời chào ha. Bố chèo kéo không có mời chào. Lịch sự thì sợ chứ. Rồi đây kiếm mua đồ. Hết nước rồi. Bây giờ đi kem. Ăn kem Bali thử coi có khác kem Việt Nam không. Hai Coco. Kem dừa nè, kem bạc hà. Ừ, bạc hà. Kem hạt á, hạt hạnh nhân. Hạt hạnh nhân.
coi nào. Lemon grass. Oh, they have lemon grass too? Coconut meal đi, mình ăn cái coconut. Mẹ ăn coconut. 70 ngàn, 70 ngàn ở đây là gần 100 ngàn Việt Nam mình á. Hai viên là coi như 50 ngàn viên được không? Ngon. Chấm dừa. Thank you. Thank you, bye bye. Ngon ngon nha mọi người nha. Xin cái muỗng nữa không? Xin muỗng nữa lắm, nó ăn phụ không? Phụ đâu? Bảy chục là tức 7 chục ngàn, tất nhiên là 6, 15. Đây tay lái được nha, đưa cái này đúng nè, đúng chiều. Ủa mày đâu, múc em ơi. Vậy rồi sầu riêng mua trái nhỏ xíu thử. Nó là hen, nhà đâu ăn hen. Ốp vô. À, ok. Rồi mở đưa lên muối đi. Bỏ cái muối này các bạn. À. Sao được không? Cũng được, không có không béo. Ăn kiểu nha mày. Ê nha. The rice base in the cart. You have three kind of cart: white rice, red rice and chili powder. Find your topping in the stem. Ăn chay, hỏi cho ăn chay. Đó. Ok, bây giờ muốn ăn gạo đỏ rồi, Trang mở lớp cái gì mình spam vô. Ăn rau thôi. Dạ, tao ăn rau thôi. Rồi sao? Ok. Ok. Okay. We also have this one. We have starter, salad soup and classic bowls. And we also have signature, yeah? Oh, eat vegetable. Mm. We only need vegetable because we're busy. Okay. Do you have any questions for now? We good. Thank you. Thank you. Let me eat. Rồi tới cái màn mà kêu đồ ăn nha mọi người nha. Cô đây làm cái nhà hàng local. Ờ quá vậy. Rồi tức nghĩa là ăn cái gì rồi xong nhìn vô đây nè, rồi xong đóng vô rồi bóng vô đây. Mà già quá rồi nè, đây có thấy đường đây quý vị ơi. Ăn gạo đỏ là lấy tờ gạo đỏ này đúng không? Đúng rồi. Món đầu tiên. Món đầu tiên là đậu hũ. Broth tofu rồi, ok. Rồi bây giờ tới cái lemony spinach. Em đang đi đó. Xếp chữ sao? Ôi. Tao dồn cho. Tao có mấy kiến rồi nè, quay qua đây. Tìm cái chữ lemony spinach. Không có chữ đó nha. Bali pumpkin. Pumpkin. Đây nè, Bali pumpkin. Tổng vô. Rồi, một cái bean and carrot. Bean. Rồi. Gọi nhiều không có. Rồi bây giờ với một cái này. Tức là mỗi cái mình phải gọi một cái gì, green hả? Green chili ớt xanh nè. Để cho tao. Tìm cái đó cho bằng được. Không lẽ cái đó được green chili đâu. Không? Lemony spinach có chưa vậy? Lemony, đâu đâu cái chữ đó làm sao? Lemony spinach. Thì không có ở đây. Lemony, đây nè, chữ đó nè. Green green gì là không thấy mày. Green chill hả? Rồi, cái này is free. Rồi. Ok. Chưa xong rồi đó. Rồi uống gì? Uống đâu? Ring menu đâu? Ừ, có nước lá xả gì vậy? Giống như cái nước cà đào gì không? Qua đây uống gì kỳ vậy? Black tea. Trời ơi, trà đen. Lemon rap, lemon nát là gì? Lemon rap là xả. Ừ, đó, chanh xả. Đúng không mà. Còn refreshing tangerine là gì? Châu. Đây nè. Cái đó là cà rốt. Quýt hả? Ờ, ăn nó đi. Uống nó đi. Tao một quýt nha. Ra nước dừa chanh nè. Coconut lime không mà dừa dở. Dừa nó chua lè, cái này dừa kỳ quá hả?
nhóm của An về tới resort nhận phòng. Và bây giờ đang đi xe điện vô. Trời ơi cái dốc này trời ơi. Thấy đâu quay. Đây là restaurant bên phải nè Nhi. This is a main restaurant for the breakfast. Ủa vậy mai đi vòng vòng đây á thì kêu thằng kia tới trễ một xíu đi mình chụp hồ bơi vô cực xong rồi nó hả vô. Dẫn nó 10 giờ. Rước mình đi chơi. 10 giờ kia à? Nãy tao nói 10 giờ. Nãy nó 10 giờ. Thôi mày nói lại. Không Nhi, nãy nói 9 giờ. Nãy 10 giờ đi. 11 giờ luôn. 11 giờ hả? Thiệt nếu mà có hồ bơi vô cực thì mình chụp hồ bơi. Out room. Yeah. Out room here. Ok. Quá gần luôn. Number 7. Number 7. Quá gần. Được mày. Gần nhà hàng, gần hồ bơi vô cực. Vậy là chạy vô thay đồ được nè. Trong phòng mình có hồ bơi mà. Nè mở cửa đi theo vô nè. Có không? Là nãy giờ không thấy được hết phải không? Gõ cửa đi. Gõ cửa. You must try again. Ok, thank you. And đồ mình đâu rồi ta? You have a private pool downstairs, yeah? You need to show the private pool. Private pool downstairs. Hồ bơi hả? I will show you, yeah? Okay. The private villa, so we have the private school. School, hồ bơi hả? Đấy hả? Wow. Oh. Đây là không gian. So this belongs to my room, right? Yeah. Here, quý khu này của mình. For the minibar, this is a charge, yeah? Okay, the charge. The bar charge, uh-huh. But the food is free, yeah? Okay, the bar charge, the food is free, okay. Yeah. Oh, anh thì có hai quay này á. Bởi vậy, nãy nó mua rau về là ngon rồi. Đó, nãy nó nói ở đây không có gì hết, trong khi nó muốn villa. Mày có chịu nổi không? Ở đây sâu bao nhiêu? Nhi, mày hỏi ở đây coi sâu bao nhiêu, Nhi? You know, if you let this, it's not good, but Cái lưới này đi lên được hả? Lên phải được có cái gì mà nó ấy, nó nói mình phải có cái mền dày giống như cái này hồ bơi sâu bao nhiêu? How deep is it, please? How deep? How deep is it? It's bốn. For the I think a one bát rưỡi. And this is the bathroom for the swim, okay? Okay. Thank you. Có nó thấy đâu vậy? Có tiền Nhi, mày có tiền đồ đó không? Đấy đưa cho cái thằng hồi nãy nó chở nó mình. Đưa tiền đây hay tiền đó? Wait. Gì mày xối nước gì vậy anh? Đâu, nước trên sân thơ sơ suối nó đổ xuống. Ủa vậy hả? Đóng cửa bấm khóa lại nha. Ồ, cái hồ bơi á, chắc hồ bơi trên đó. Trào nước xuống hả? Trời ơi, gì ghê vậy? Thác hả? Rồi, mở cửa vô. Không có cửa nó tối mà sao không ngủ được. Mở đèn chứ mày. Đèn hết rồi đấy hả? Đây. Tủ. Đồ gỗ không? Này là mấy ngăn tủ với cái sắt. À, trong này là khuôn viên tắm. Đây là bồn tắm. Đây là toilet. Đóng cái cửa là ngủ. Đây là giường ngủ. Giường nhỏ. Một giường nhỏ này, giường ghép nè. Với một giường lớn.
Tại vì nhóm mình ăn đi ba người cho nên phải lấy phòng này. Đó, mình thấy mấy cái nấc của mấy cam kia. Mình có cây sò non cam. Mình sẽ có một cái giường này ha. Cái này là cái phòng. Cũng nhiều phòng lắm.